7 đội thi bước chân vào vòng tứ kết cuộc thi tranh biện Trường Tin 2019 đã chính thức được gọi tên. Và 3 vị giám khảo của chương trình đã cùng thảo luận, đưa ra những phân tích đánh giá để lựa chọn một đội thi xứng đáng nhất cùng đi tiếp vào vòng tứ kết. Tiêu chí mà ban giám khảo chúng tôi sử dụng để lựa chọn ra các đội bao gồm 3 tiêu chí chính. Thứ nhất là dựa trên sự trình bày của các đội trong những vòng thi đấu của mình. Thứ hai là dựa trên sự đồng đều của các thành viên trong đội đó. Nghĩa là những đội nào có thành viên đồng đều hơn và thể hiện khả năng làm việc nhóm tốt hơn thì chúng tôi sẽ ưu tiên lựa chọn. Thứ ba là chúng tôi sẽ tìm những cái điểm đặc biệt của một đội mà ở những đội khác không tìm thấy, hoặc là ở những đội đã thắng không có. Và sau khi tìm trong 7 đội đã bị loại, mỗi giám khảo chọn ra được một đội mà mình ưng ý nhất. Tôi muốn cứu Lê Hồng Phong. Em có đồng ý ạ? Em đồng ý. Các bạn ấy có kỹ năng rất là tốt. Cái đề khá là nhạy cảm và các bạn rất dễ rơi vào những cái bẫy. Thực ra ba bạn ở Lê Hồng Phong khá là đều, và có thể là đến hai cái vòng cuối là các bạn thực sự bị vấn đề tâm lý bởi vì cái khoảng cách nó quá là xa. Ở ứng cử viên thứ hai của em là trường chuyên Nguyễn Huệ. Tôi cũng đồng ý trường chuyên Nguyễn Huệ. Trong cái cuộc tranh biện giữa trường Nguyễn Huệ và trường Am thì thực sự đó là một cái gần như Nguyễn Huệ là gần như đang thắng áp đảo trong hai vòng đầu. Ở trong cái trường học Nguyễn Huệ thì em thấy các bạn có những cái luận điểm nó rất là sắc sảo. Tôi cũng nghĩ là trường chuyên Nguyễn Huệ là có một cái đội hình khá là lý tưởng. Các bạn ấy có một cái sự đồng đều. Em chỉ hơi lo lắng về trường Nguyễn Huệ một tí, đó là cả ba thành viên của các bạn ấy rất đều, nhưng mà cả ba thành viên của bạn ấy, bạn nào cũng bị thiếu một cái gì đó. Chỉ có Thế Phương là một bạn rất là ấn tượng. Sự lựa chọn thứ ba của em là trường TH. Sự lựa chọn thứ ba của tôi cũng là trường TH School. Cái mà em đánh giá cao ở TH đó chính là ba bạn ấy rất là đều. Cảm nhận của em với TH là ba bạn đều nổi bật. Và nhưng mà bạn Xuân Ngân rất là nổi bật. Tôi cũng thấy là bạn ấy là cái nhân tố quyết định cho cái sự thành công của đội rất là nhiều. Bên đội đó thì em lại thích Khôi. Em đánh giá cao cái lối tư duy của Khôi. Em thấy TH các bạn ấy có tiểu xảo. Các bạn sử dụng tiểu xảo rất nhiều. Các bạn đánh vào cái cảm xúc của người nghe. Đúng, các bạn dùng rất nhiều cảm xúc, nhưng em lại dùng đó là kỹ thuật nhiều hơn. Không phải ai cũng có thể kể một câu chuyện để người ta có thể xúc động. Nó là một nghệ thuật kể chuyện. Và đội thi thứ 8 bước vào vòng tứ kết sẽ là đội thi nào? Quý vị khán giả truyền thân mến, chúng ta đang đến với một phần rất đặc biệt của Trường Tin 2019. Và phải nói là đây là phần cũng khiến các giám khảo của chúng tôi cảm thấy đau đớn nhất. Đây là phần mà chúng tôi sẽ lựa chọn ra thêm một đội bên cạnh 7 đội đã chiến thắng ở vòng loại. Và đây sẽ là đội được ban giám khảo đánh giá là đội có phần thể hiện tròn trịa hợp lý nhất và là đội tốt nhất, xứng đáng tiếp tục đi vào vòng tiếp theo của Trường Tin năm nay. Và bây giờ sẽ là giây phút chúng ta công bố đội thứ 8 sẽ bước qua vòng loại của Trường Tin năm nay. Xin chúc mừng Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ. Đội chiến thắng Trường Tin 2019 sẽ nhận được phần thưởng cao nhất là một chuyến tham quan và trải nghiệm học tập 7 ngày tại Đại học Macquarie, Sydney, Australia. Tọa lạc tại trung tâm của khu vực công nghệ cao của Australia, Đại học Macquarie có chương trình học của trường gắn liền với thực tiễn các ngành công nghiệp, cung cấp cho sinh viên một môi trường học tập tốt hơn. Với chất lượng giảng dạy và cơ sở học tập hiện đại, Macquarie hiện đang đứng trong top 50 trường đại học quốc tế tốt nhất trên thế giới. Và ngay bây giờ, hãy cùng đến với trận thi đấu ngày hôm nay của Trường Tin 2019. Kính chào quý vị khán giả đã cùng với chúng tôi đang theo dõi chương trình Trường Tin năm 2019 được phát sóng trên kênh VTV7, kênh truyền hình giáo dục quốc gia. Ngày hôm nay là một trong những trận khá đặc biệt của Trường Tin. Chúng ta sẽ bắt đầu đến với trận đầu tiên của vòng tứ kết. Và chúng tôi đã có những trận vòng loại để có thể chọn ra được những đội thi đấu xuất sắc đến với vòng này. Hy vọng là các bạn đã có thể rút kinh nghiệm, học hỏi thật nhanh chóng để hoàn thiện kỹ năng của mình, cố gắng để có thể thể hiện bản thân mình tốt hơn. Vì ngày càng vào sâu thì bạn chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Và bây giờ hãy xem chúng ta sẽ đến với kiến nghị nào đầu tiên trong trận tứ kết này. Kiến nghị của chúng ta ngày hôm nay là chúng tôi phản đối việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo thay cho giáo viên thật. Đây là một chủ đề vô cùng hấp dẫn,
vừa mang tính hiện đại mà lại có tính xã hội rất cao, cũng liên quan đến việc học tập của các bạn học sinh trung học phổ thông nữa. Không biết các bạn sẽ đưa ra những quan điểm và những phần tranh biện như thế nào đây. Và chúng ta sẽ chờ đợi để được gặp hai đội chơi ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ gặp gỡ với đội đầu tiên, đội đại diện cho phe ủng hộ kiến nghị của chương trình, đến từ trường phổ thông Năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, với ba thành viên Nguyễn Tố Uyên, Trần Nguyễn Khánh Trang và Huỳnh Vĩnh Thụy. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với sàn thi đấu của chương trình lần này. Và ngày hôm nay các bạn sẽ đối đầu với một đội. Xin chào đón đội đại diện cho phe phản đối kiến nghị của chúng ta, đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội, Tạ Phương Phương, Trần Thế Phương và Nguyễn Việt Tùng. Chúng ta đang chào đón hai đội quay trở lại với sàn thi đấu của trường tin năm nay. Em là những thí sinh xuất sắc của trường tin năm nay. Top 8 đấy. Top 8 trong số rất nhiều đội. Hãy tự hào với điều đó và bình tĩnh để có thể đến với trận đấu ngày hôm nay. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Xin mời các bạn về chỗ. Chúng ta sẽ chuẩn bị để đến với trận đấu này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ với những người sẽ quyết định đội nào thắng và đội nào sẽ phải dừng bước tại trường tin năm nay. Đó chính là ban giám khảo. Hãy cùng gặp gỡ với các thành viên của ban giám khảo ngày hôm nay. Hãy chào đón quay trở lại trên sân đấu của chúng ta, top 20 nhà tranh biện trẻ châu Á năm 2018, huấn luyện viên tranh biện chuyên nghiệp Tú Uyên. Vâng, một người luôn luôn được các thí sinh rất yêu mến. Vị giám khảo thứ hai, hãy cùng chào đón nhà báo Chu Minh Vũ. Và tạm thời chúng ta sẽ tạm biệt anh Nguyễn Chí Hiếu. Thay vào đó, chúng ta sẽ được chào đón một vị giám khảo khác trong vòng tứ kết. Anh là huấn luyện viên đào tạo tranh biện chuyên nghiệp. Xin mời giám khảo Walter Yu. Chúng ta sẽ không chờ đợi lâu nữa, trận đấu đã sẵn sàng. Và chúng ta sẽ chào đón đại diện đầu tiên của đội ủng hộ. Xin mời Tố Uyên. Và đối thủ của bạn ở trong lượt đầu tiên, đến từ đội phản đối, sẽ là bạn Phương Phương. Tố Uyên và Phương Phương sẽ là đại diện cho hai đội đến với lượt đầu tiên. Và luật của lượt đầu tiên, mỗi đội sẽ có 3 phút. Đội ủng hộ các bạn sẽ bắt đầu trước. Ở lượt này chúng ta không đặt câu hỏi cho nhau. Hãy cố gắng để có một phần mở màn thật tốt và tạo lợi thế cho đội của mình. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sau đây, lượt đầu tiên của trường tin bắt đầu. Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lâu đã chỉ ra cho chúng ta thấy rằng giáo dục không phải là một ngành công nghiệp mì ăn liền. Nó không thể nào phụ thuộc vào sự tiện lợi hay mau lẹ của máy móc. Nó là một quá trình bền vững, chậm rãi và chắc chắn. Vì vậy, chúng tôi hôm nay ở đây để tin rằng kể cả trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang dần thâm nhập vào thị trường việc làm của chúng ta, giáo dục vẫn là một ngành mãi mãi không thể nào thay thế được bằng máy móc. Hãy đến với phần định nghĩa của chúng tôi. Trí tuệ nhân tạo là gì? Chúng tôi định nghĩa đó là các phần mềm máy tính có khả năng học hỏi được con người tạo ra để tự động hóa các hành vi thường cần đến trí thông minh của con người. Và giáo viên là những người truyền đạt kiến thức, chăm sóc, hướng dẫn cho học sinh trong và ngoài lớp học. Họ có những mối quan hệ gần gũi, thân thuộc với học sinh và chúng tôi tin rằng không có một con robot nào có thể thay thế được họ. Hãy đến với phần luận điểm của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ chứng minh điều này với hai luận điểm. Đầu tiên, chúng tôi tin rằng sự kết nối giữa học sinh với giáo viên là một yếu tố không thể loại bỏ và không thể thay thế, giúp cho học sinh học tốt hơn. Và luận điểm thứ hai, chúng tôi tin rằng giáo viên có một vai trò quan trọng trong việc định hình nhân cách cho học sinh và điều này không thể bị thay thế bởi các công nghệ trí tuệ nhân tạo. Để hiểu rõ luận điểm 1 của chúng tôi, hãy để tôi đi vào phân tích. Giáo dục, như tôi đã nói, không phải là một nền công nghiệp mì ăn liền. Nó không phải một dây chuyền tự động hay máy móc chỉ gói gọn trong việc trao đi tri thức. Nó là lĩnh vực hình thành trên nền tảng con người, có vai trò định hình nhân cách, định hướng con người và hình thành nhân sinh quan cho cả một thế hệ. Vậy thì, sự liên kết giữa thầy và trò nằm ở đâu trong bức tranh giáo dục này? Đầu tiên, hãy để tôi phân tích tính chất của mối quan hệ này. Ngày nay chúng ta đều biết học sinh dành nhiều thời gian trên nhà trường, thậm chí còn nhiều hơn là thời gian họ dành ở nhà. Trường học đã trở thành mái nhà thứ hai và ở đó thầy cô chính là cha mẹ, là người chăm sóc và theo sát các em, hiểu rõ các em nhất. Họ có vai trò xây dựng một môi trường học tập thể đoàn kết, lành mạnh. Họ quan tâm giúp đỡ học sinh kể cả bên ngoài hay bên trong lớp học. Điều này đặc biệt quan trọng khi ta cân nhắc đến tâm lý của những em học sinh mà ta đang nói tới. Họ hầu hết còn ở tuổi mới lớn hoặc đang lớn, các em chưa có tâm lý ổn định và còn có nhiều khúc mắc cần được giải tỏa. Thậm chí một chứng minh đã chỉ ra rằng hơn 90% ở bậc học phổ thông có những vướng mắc tâm lý cần được tâm sự với người lớn.
Ở môi trường học đường, thầy cô chính là những người các em tìm đến với vai trò là một người hướng dẫn trưởng thành, đáng tin cậy. Các giáo viên có mối quan hệ thân thiết và gần gũi với học sinh của mình và mối quan hệ đã được xây dựng trên sự đồng cảm và tin tưởng. Và mối quan hệ này sẽ giúp học sinh như thế nào trong quá trình học tập? Chúng tôi tin rằng con người học thông qua môi trường xã hội, thông qua việc quan sát và noi theo hành vi của cộng đồng quanh mình. Và để làm được như vậy, mỗi cá nhân cần cảm thấy được mình thuộc về xã hội và có liên kết với xã hội đó. Chính mối quan hệ thầy trò chính là sợi dây gắn kết học sinh với môi trường học đường. Và hãy để chúng tôi chứng minh vì sao trí tuệ nhân tạo không thể thay thế được điều đó. Như định nghĩa nêu trên, trí tuệ nhân tạo chỉ là một phần mềm máy tính, và dù khả năng học hỏi của nó có tiến bộ đến đâu, bản chất của nó vẫn là vô cảm và làm theo một mục tiêu định sẵn. Nó không có động lực hay tình cảm để quan tâm đến những nhu cầu tâm sinh lý của học sinh bên ngoài khả năng học tập. Một người học sinh đứng trước một giáo viên vô cảm, không có động lực, không có tâm huyết, liệu họ có cảm thấy được quan tâm, liệu họ có cảm thấy được nâng niu hay có đam mê với những thứ mà mình học hỏi? Với tư cách là một người học sinh trải qua 11 năm đèn sách dưới sự dìu dắt của biết bao nhiêu thầy cô, tôi đứng ở đây để khẳng định rằng không có bất cứ một con robot nào hay phần mềm nào có thể thay thế được vị trí của các thầy cô trong trường học. Tôi xin hết. Thưa các bạn, 231 cái tát bắt học sinh uống nước rẻ lau bảng, đó chính là một bức tranh tồi tệ của tệ nạn giáo dục được vẽ nên bởi chính những người thầy, những người cô, những người đáng lẽ ra phải là người lái đò để đưa học sinh đến bến bờ tri thức. Tôi xin được đi vào một số phản biện của các bạn. Các bạn nói rằng cảm xúc của con người là quan trọng đấy. Phải, tôi đồng ý với điều đó. Cảm xúc mà các bạn nói nghe có vẻ là tốt, nhưng đã là cảm xúc thì sẽ có cảm xúc tích cực và cũng sẽ có cảm xúc tiêu cực. Và chính cái sự chủ quan và cảm xúc tiêu cực ấy đã dẫn đến những cái tệ nạn dày giáo dục mà tôi đã nói như ở trên. Các bạn nói rằng việc giáo viên có thể quan tâm học sinh, tôi xin được nói lại một chút ở đây. Trí thông minh nhân tạo chúng tôi dùng ở đây là chỉ để thay thế cái việc giảng dạy của giáo viên, cái việc mà truyền đạt kiến thức. Và cái trí thông minh nhân tạo đấy nó không điều hành một môi trường. Chúng tôi vẫn có những người hiệu trưởng, chúng tôi vẫn có những cái người mà vẫn sẽ luôn quan tâm và sát sao học sinh, quản lý học sinh và cả quản lý máy móc. Chúng tôi vẫn có những phòng tâm lý để giúp cho học sinh có thể có những tâm tư tình cảm vẫn có thể nói ở đấy được. Các bạn nói rằng nhân cách của học sinh sẽ ảnh hưởng từ cái nhân cách của những người xung quanh. Phải, đúng là như vậy. Vậy thì tôi thử hỏi bạn rằng có phải là giáo viên nào cũng có thể truyền cảm hứng cũng như là có một cái ảnh hưởng tốt đối với học sinh hay không? Tôi xin trả lời là không. Về phía bạn nói là nó sẽ có động lực hơn để cho các bạn học sinh có thể học tập, nhưng chúng tôi nói rằng truyền cảm hứng ở đây có thể đến từ bất kỳ ai, và có thể đến từ học sinh, có thể đến từ hiệu trưởng và đến từ bất kỳ ai. Tiếp theo, tôi xin được phép nói đến phần luận điểm của chúng tôi. Trí thông minh nhân tạo ở đây có tính hệ thống và tính cá nhân hóa. Luận điểm của chúng tôi sẽ bao gồm hai phần. Thứ nhất là tạo nên một nền giáo dục toàn diện và chuẩn hóa. Thứ hai là việc sử dụng trí tuệ nhân tạo sẽ làm giảm sự đi mất cân bằng và sự chênh lệch trong giáo dục. Đi sâu vào luận điểm thứ nhất, trí tuệ nhân tạo là được thiết lập bởi con người, như các bạn đã nói, nghĩa là những giáo sư, những chuyên gia có trình độ tốt nhất cùng với phương pháp dạy học tân tiến nhất, nó sẽ tạo nên một cái bộ não nhân tạo được tinh hoa của những người giỏi nhất. Và giáo viên thật của các bạn thì sao? Đúng, tôi xin được nói là giáo viên có người dạy rất giỏi giáo viên, nhưng mà không phải là giáo viên nào cũng như giáo viên nào, không phải giáo viên nào cũng đều có một cái năng lực tốt nhất để có thể dạy cho học sinh. Vì vậy, khi mà chúng ta áp dụng trí thông minh nhân tạo này vào thì sao? Thì học sinh đều sẽ được tiếp cận những kiến thức tốt nhất, những cái kiến thức chuẩn hóa nhất, và những cái kiến thức tốt nhất ấy sẽ làm cho học sinh làm tăng cao chất lượng giáo dục. Và tiếp theo thứ hai đó chính là trí tuệ nhân tạo không hề cứng nhắc, mà tôi ở nói ở đây đó chính là con người chính là người làm ra trí tuệ thông minh nhân tạo. Vậy thì những gì mà con người có thể làm được thì trí tuệ thông minh nhân tạo vẫn có thể làm được, và thậm chí là có thể làm tốt hơn. Tại vì sao ạ? Bởi vì nó không hề cứng nhắc, nó vẫn có thể cải tiến, nó vẫn có thể nâng cấp, và như vậy nó sẽ trở nên tốt hơn và càng ngày càng thông minh hơn. Như các bạn nói rằng nó còn có khả năng thích ứng và khả năng học hỏi. Vì vậy chúng ta có thể thiết lập những cái chương trình học, những cái phương pháp truyền cảm hứng, cách tiếp cận học sinh cũng như hiểu được từng hoàn cảnh, từng vùng miền của học sinh, và từ đó giúp cho học sinh có thể có động lực học hơn. Tôi xin kết thúc phần trình bày của mình ở đây. Chúng ta đã kết thúc lượt đầu tiên của trận tứ kết đầu tiên của năm nay. Và hai bạn, tôi nghĩ các bạn đều đã có những phần thể hiện rất tốt, rất trôi chảy, rất rõ ràng, mạch lạc. Quan trọng là nội dung và những điều mà các bạn đã đưa ra có làm hài lòng ban giám khảo hay không. Và hãy xem ban giám khảo sẽ dành những cảm xúc và những lời nhận xét như thế nào cho trận tứ kết đầu tiên của chúng ta. Đối với cả Tố Uyên thì vẫn như mọi ngày thôi, mọi lần thôi. Anh thấy nhìn thấy ở cái sự cương quyết, trong cái sự bình tĩnh của em, với cả cái cách mà em dàn bài ra rất là khoa học, rất là logic. Đứng ở phía ủng hộ thì em đã có những cái quan điểm, anh nghĩ là
cũng khá là thú vị, và đặc biệt là anh có cảm giác như là em đã đưa ra được rất nhiều những cái khái niệm mới, ví dụ như là một cái khái niệm về người hướng dẫn trưởng thành chẳng hạn, và em có nói được về một cái bản chất của cái việc trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, đó là cái sự vô cảm của công nghệ AI. Thì đây cũng là một trong những cái hai cái luận điểm em đưa ra mà anh cho rằng nó rất là thuyết phục. Còn ngược lại đối ở phe phản đối, anh cũng thích cái cách mà em đã gọi là phản đối cái ý kiến của đội bên kia ngay lập tức, ngay từ khi mà bước vào phần tranh biện của mình, sử dụng luôn tất cả những cái ý tưởng của đội bên kia để trở thành cái luận điểm của mình. Và anh cũng cảm thấy là bọn em đưa ra những cái thuyết phục, những cái luận điểm rất là thuyết phục, ví dụ như là cái công việc mà sử dụng AI thì nó làm chuẩn hóa và nâng cao cái chất lượng của ngành giáo dục. Đấy là một trong những cái điều cần, những cái điều mà chúng ta đang làm với hai cái người mà có năng lực tương đương nhau á, thì anh sẽ phải chọn một người. Thì anh cho rằng là đội phổ thông năng khiếu đã chiến thắng. Đấy là điểm mời đầu tiên, xin dành cho Tố Uyên. Hôm nay chị rất là thích phần trình bày của em. Chị nghĩ là phần trình bày ngày hôm nay của em nó khá là đầy đủ với những cái phần rất là cơ bản mà mình cần có trong một trận tranh biện. Tuy nhiên ấy thì chị thấy cái ý của em á, em cố gắng em đi rất là sâu cái ý này, nhưng mà những cái số liệu em cho hiện tại chị vẫn còn thấy nó hơi mơ hồ một xíu. Chẳng hạn em nói về 90% học sinh sẽ cần, đúng không? Chị nghĩ là nếu như sau này lần sau ấy, khi mà em cho số liệu, em cần phải thứ nhất là em cho chị một cái nguồn, chẳng hạn số liệu này em lấy từ đâu và ý nghĩa cái số liệu này như thế nào, tại vì chị vẫn còn thấy số liệu này rất là mơ hồ. Đối với phần trình bày của Phương thì ngày hôm nay Phương, chị thấy Phương làm rất là tốt. Em đã có một số những cái câu chuyện mà nó đang rất là hot hiện tại, và em khơi gợi được ngay từ đầu những câu chuyện đó, và đây cũng là cái điều mà chị nghĩ là người làm đề cũng mong muốn được nghe trong cái trận tranh biện này. Thứ nhất, thứ hai là những cái phản biện của em đưa ra thì nó rất là đúng trọng tâm. Chị chỉ hơi tiếc một chút là em nên dùng nhiều thời gian để phản biện hơn, thì chị nghĩ là phần trình bày của em sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và trong một cái bài nói 3 phút, em vừa có phần giới thiệu, vừa có phần phản biện, vừa có phần giải thích ý, thì chị nghĩ là ngày hôm nay em đã sử dụng thời gian của mình rất là tốt. Chính vì cái điều đó cho nên ngày hôm nay cả hai bạn đều 1-9, 1-10 với nhau, nhưng mà chị sẽ dành 10 điểm của mình nhỉnh hơn một xíu cho đội phản đối. So first off, I think this is very interesting motion, especially at a time where education meets artificial intelligence is quickly becoming a very hot topic around the world. In terms of style, I think we have both very confident speakers. I know you are both quite nervous, and that's okay. Even when I was debating, I was always very nervous, especially in front of like a big audience. And so I think both of you did a very good job of keeping it together. But the last part in a debate where we're looking at strategy, there are so many points that we want to consider. And in a debate like this, where it can get very complicated, the ability to very quickly identify what the other team is saying and to address their strongest arguments early on will essentially be something that will help you to do well later on in this tournament. And I think in that particular instance, opposition had a little bit of an edge there. So overall, I gave my 10 points to the opposition. Hiện giờ chúng ta sẽ tổng kết lại điểm số. Đang tạm thời dẫn trước là trường chuyên Nguyễn Huệ với 20 điểm. Và trường phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đang có 10 điểm. 10 điểm là khoảng cách tối thiểu, cho nên chúng ta chưa thể nói trước điều gì cả. Các bạn đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, xin cảm ơn. Hãy quay trở về vị trí. Với phong cách tranh biện nhẹ nhàng và sắc sảo, Tố Uyên và Phương Phương đều có phần thể hiện tốt và khiến ban giám khảo hài lòng. Trí tuệ nhân tạo chỉ là một phần mềm máy tính, ví dụ khả năng học hỏi của nó có tiến bộ đến đâu, bản chất của nó vẫn là vô cảm và làm theo một mục tiêu định sẵn. Nó không có động lực hay tình cảm để quan tâm đến những nhu cầu tâm sinh lý của học sinh bên ngoài khả năng học tập. Khi mà chúng ta áp dụng trí thông minh nhân tạo này vào thì sao? Thì học sinh đều sẽ được tiếp cận những kiến thức tốt nhất, những cái kiến thức chuẩn hóa nhất, và những cái kiến thức tốt nhất ấy sẽ làm cho học sinh làm tăng cao chất lượng giáo dục. Với một khởi đầu tốt ngay từ lượt thi đấu đầu tiên, liệu lượt thi đấu thứ hai sẽ diễn ra như thế nào? Cùng đón xem lượt hai ngay sau đây. Chúng ta đang quay trở lại với Trường Tin 2019 và đây là lượt tranh biện thứ hai của trận ngày hôm nay.
Hãy xem đại diện của hai đội đến với lượt này là ai. Đến từ phía đội ủng hộ, xin mời Khánh Trang. Đối thủ của bạn Khánh Trang trong lượt này, đại diện của đội phản đối, đó sẽ là một chàng trai, xin mời Thế Phương. Chúng ta có một vòng đấu tôi nghĩ là rất đáng chờ đợi. Đây là tôi nghĩ là hai thí sinh rất mạnh của trường tin năm nay. Ở lượt 2, mỗi đội sẽ có 4 phút. Các bạn được quyền đặt câu hỏi cho đối phương. Hãy nhớ chúng ta phải nhấn chuông nếu muốn đặt câu hỏi. Và bạn sẽ có thời gian vừa hỏi vừa trả lời là 1 phút. Cố gắng làm thế nào tận dụng được lợi thế khi mình có thể đặt câu hỏi cũng như sẵn sàng trả lời câu hỏi. Ban giám khảo chắc chắn sẽ đánh giá cao những điều đó. Hai đối thủ rất mạnh và chúng tôi rất hồi hộp để chờ đợi phần tranh biện của các bạn. Lượt thứ 2 của trường tin bắt đầu. Dạy học không chỉ là việc chỉ trao đi kiến thức, nó còn đòi hỏi sự truyền cảm hứng. Và học hỏi cũng vậy, nó bao gồm nhiều việc hơn là chỉ tiếp thu kiến thức, và nó còn đòi hỏi sự thấu hiểu. Và chúng tôi tin rằng chỉ giáo viên mới có thể làm được việc này, chứ không phải là những con robot hay là những cái công nghệ AI vô hồn. Đầu tiên hãy đến phần phản biện của chúng tôi. Đầu tiên về chính sách của các bạn. Các bạn đã nói là chúng ta sẽ có phòng tâm lý, ban điều hành nhà trường. Nhưng vấn đề ở đây là họ có số lượng ít, và để có thể đảm bảo để tập trung vào nhiều người thì họ cần phải nhiều hơn. Thứ hai là họ không gần gũi trực tiếp với học sinh, như vậy nó cũng không thể thay thế được giáo viên của chúng tôi. Không, chúng tôi không nhận. Và phản biện thứ hai của chúng tôi là về luận điểm của các bạn. Các bạn đã nói là do AI là sẽ được luôn cập nhật kiến thức thì nó sẽ là một lợi thế. Nhưng chúng tôi đã nói giáo viên cũng có thể cập nhật kiến thức, và chính cái việc giáo viên cố gắng cập nhật kiến thức này nó sẽ tạo động lực cho học sinh là chúng ta phải luôn cố gắng học hỏi, tiếp thu thêm và để trau dồi kiến thức của mình. Thứ hai, ngoài giả sử giáo viên không thể cập nhật kiến thức, giáo viên còn có một thứ đó chính là kinh nghiệm. Kinh nghiệm này là giáo viên sẽ hiểu rõ tâm lý của học sinh hơn. Và đối với bây giờ AI bây giờ vẫn không thể, dù có phát triển đến mấy thì giáo không thể thay thế được tâm cảm xúc và cũng như là tâm lý kinh nghiệm của giáo viên. Và tiếp theo tôi xin phát triển luận điểm 1. Ở đây giáo viên có động lực đó chính là đến từ sự tình cảm. Và sự tình cảm nên sẽ có hai thứ. Thứ nhất là do giáo viên yêu học sinh cho nên giáo viên sẽ hỗ trợ ngoài giờ học. Cái việc hỗ trợ ngoài giờ học này thì sao? Các bạn có thể nói rằng khi chúng ta coi công nghệ AI thì chúng ta sẽ cho một cái giáo dục công bằng cho nhiều nơi, kể cả những nơi vùng sâu vùng xa, và điều đó nó sẽ phát triển ra giáo dục ở đó. Nhưng chúng tôi đã nói trước rằng chính vì ở những nơi mà vùng sâu vùng xa như vậy thì người ta lại cần giáo viên hơn. Tại sao? Đối tượng đó là người ta không muốn đi học, thì giáo viên là người vừa dạy và vừa đến động viên những gia đình ở đó. Và chính vì gia đình ở đó cho nên người ta sẽ khuyến khích được đi học. Đó là giải quyết đúng một mấu chốt của vấn đề. Và thứ hai, do chính vì tình yêu học sinh cho nên là giáo viên sẽ cố gắng đóng góp và hoàn thiện đi cái giáo án của mình. Các bạn có thể nói là có những cải cách từ AI đến và nó sẽ tốt, nhưng mà khi mà chúng ta có giáo viên á thì do yêu thương học sinh cho nên giáo viên sẽ đấu tranh. Khi mà cải cách đó không tốt thì giáo viên sẽ lên tiếng và giáo viên sẽ nói. Còn đến thế giới các bạn thì AI mục đích của nó gì? Chỉ là hoàn thành mục tiêu, nó không thể lên tiếng đấu tranh với học sinh. Đó là luận điểm thứ hai. Và luận điểm thứ ba của chúng tôi đó chính là giáo viên là người truyền cảm hứng, không thể thay thế được. Bởi vì sao? Chúng ta phải quay về tại sao chúng ta phải truyền cảm hứng và chúng ta phải xây dựng nhân cách ở nhà trường. Đầu tiên, mục tiêu của giáo dục là gì? Là không những truyền đạt kiến thức mà chúng ta còn phải là phát triển nhân cách. Và thứ hai, nền giáo dục của nhà trường là nơi mà chúng ta tiếp xúc nhiều nhất, cho nên là cần phải phát triển nhân cách ngay từ nhà trường. Và tại sao phải là giáo viên? Các bạn cũng đã nói là có những người khác có thể truyền cảm hứng giống như là trên báo chí chẳng hạn, nhưng chúng tôi có thể khẳng định là rằng nó không thể thay thế được. Thứ nhất, bởi vì giáo viên gần gũi với học sinh. Thứ hai là giáo viên có, khi mà chúng ta truyền lại kiến thức cho học sinh thì học sinh sẽ có một sự tôn trọng và sự tin tưởng ở giáo viên. Điều đó sẽ thuyết phục học sinh hơn. Và cũng như người nói thứ nhất đã nói, học sinh có tính chất là gì? Học sinh có tính chất là học hỏi những người khác. Nó sẽ dẫn đến hai hậu quả. Thứ nhất là học sinh sẽ có động lực để vượt qua khó khăn. Thứ hai là học sinh sẽ tin tưởng giáo viên, học sinh từ sự đó chào trò chuyện giáo viên nhiều hơn. Các bạn cũng đã nói rằng có những giáo viên không thể truyền cảm hứng bởi vì họ có những hành động gọi là hơi đi gây sốc giống như, nhưng mà các bạn không thể quy chụp. Chính vì vấn đề đó mà chúng ta không thể nhờ vào sự giáo viên được. Bởi vì sao? Bởi vì ngoài giáo viên ra thì chúng ta vẫn có những người lớn hơn, cấp cao hơn giáo viên, ví dụ như là ban điều hành hay là thanh tra, hay là khi mà giáo viên có những cái gì đó, hành động gì đó không đúng thì học sinh luôn có thể báo cáo lại. Điều đó nghĩa là gì? Điều đó là cái vấn đề bạn quan tâm ra để có một cách để giải quyết và đề phòng, mà điều đó không phải là một vấn đề cần đáng lo ngại. Người ta luôn nói giáo viên là một người cha người mẹ thứ hai của học sinh, và chúng tôi tin rằng không có một cỗ máy nào, không có một công nghệ nào có thể thay thế được điều đó. Bởi vì sao? Bởi vì giáo viên yêu quý học sinh đích thực, luôn muốn điều gì đó tốt nhất cho học sinh. Và tôi xin hết. Các bạn ơi, mau nhanh chân xuống núi, đi học chữ, đường đến trường còn xa lắm.
Vâng, thưa các bạn, đó chính là một lời chia sẻ của một em bé ở xã Tà Sùa, tỉnh Sơn La, được báo Việt Nam Mới cập nhật cách đây 2 tuần. Và đó sẽ là tất cả những gì mà đội phản đối chúng tôi hướng đến trong trận đấu ngày hôm nay. Trước tiên, tôi đi sâu vào một số phần phản biện của các bạn. Đầu tiên, tôi cần làm rõ cho với bạn rằng công nghệ trí tuệ nhân tạo của chúng tôi hoàn toàn có thể cập nhật kiến thức và tạo ra những phương pháp dạy học đổi mới và truyền cảm hứng cho học sinh. Trong khi đó, nhìn sang thế giới bên các bạn, tôi hỏi các bạn, giáo viên sẽ phải mất bao nhiêu thời gian để được đi đào tạo, để được học các lớp tập huấn, và điều này nó sẽ cực kỳ mất thời gian. Và một quan trọng nữa là mỗi học sinh đều có một cái AI đấy và giúp cho học sinh có thể học hỏi và hoàn toàn phục vụ được cho giáo dục. Bạn luôn luôn nói đến giáo viên là người truyền cảm hứng, truyền kinh nghiệm cho học sinh, nhưng bạn hãy quên mất đến những cái phòng ban ngành của chúng tôi. Chúng tôi chỉ sử dụng AI trong việc dạy học chứ không phải là quản lý cái nhà trường đấy. Và sau đây tôi xin tiếp tục tôi xin phản biện các bạn. Các bạn nói đến là cảm hứng. Tôi hỏi các bạn, cảm hứng ở đâu khi giáo dục còn tệ nạn? Cảm hứng ở đâu khi mà giáo dục còn bạo ảnh? Và cảm hứng ở đâu khi mà còn gian lận? Các bạn đã chỉ nhìn vào một chấm hồng trên một nền đen. Đã bao giờ các bạn thử lật lại cái nền đen ấy để xem rằng nó có những cái gì hay chưa? Câu trả lời là chưa. Và sau đây tôi xin đi sâu vào luận điểm của chúng tôi, và cũng là phản biện cho tất cả những gì các bạn đã nói. Luận điểm 2 của chúng tôi đó chính là việc sử dụng trí tuệ nhân tạo sẽ giảm đẩy sự mất cân bằng và chênh lệch về trình độ giáo dục giữa các quốc gia và các vùng miền với nhau. Câu hỏi tôi muốn đặt ra ở đây là tại sao lại có sự mất cân bằng giáo dục? Bạn bảo là giáo viên lên vùng núi truyền cảm hứng đúng không? Nhưng tôi xin thử với bạn, những giáo viên giỏi thường thì người ta sẽ tập trung ở những nơi phát triển, những nơi có trình độ dân trí cao. Vậy có bao nhiêu người sẵn sàng lên đó để truyền cảm hứng cho các em? Và kể cả khi đó thì nó cũng sẽ mất rất nhiều thời gian, tiền lương ăn ở cho giáo viên. Vậy thì khi mà chúng tôi áp dụng cái công nghệ trí tuệ nhân tạo này, làm sao nó cải thiện được sự mất cân bằng? Thứ nhất, cái chúng tôi cần là chúng tôi chỉ cần một chiếc máy tính với các chuyên gia hàng đầu. Chúng tôi có thể sẵn sàng tiếp thu những tinh hoa từ các đất nước đang phát triển và từ đó đưa vào giảng dạy. Tôi muốn chuyển đổi từ sách tiếng Anh cũ sang sách tiếng Anh mới chẳng hạn. Thông thường tôi sẽ phải đưa giáo viên đi tập huấn mất hàng tháng trời. Nhưng bây giờ chúng tôi chỉ cập nhật trong vòng một ngày thôi, thì tất cả những cái hệ thống đó đều được chuyển tới các em và các em sẽ được tiếp thu kiến thức một cách mới nhất. Và thứ hai, cũng chỉ với một chiếc máy tính, chúng tôi có thể cập nhật những phương pháp tân tiến hiện đại của các nước đang phát triển vào giáo dục của đất nước đó. Thứ nhất, hãy nhìn đến thực trạng hiện tại của Việt Nam. Tại sao Việt Nam lại có tình trạng chảy máu chất xám ạ? Thứ nhất, có một lý do quan trọng mà tôi nhìn ra ở đây, đó là có rất nhiều người muốn sang các nước khác tiếp cận đến một môi trường, một phương pháp tân tiến. Nhưng vậy với trí tuệ nhân tạo thì chúng tôi cần gì? Chúng tôi có hai lợi ích như sau. Lợi ích đầu tiên là chúng tôi giảm đi cái tình trạng chênh lệch kiến thức giữa các quốc gia đang phát triển và đã phát triển. Lợi ích thứ hai, chúng tôi hướng đến hai đối tượng chính. Đối tượng đầu tiên là những học sinh không có điều kiện ra nước ngoài nhưng vẫn được tiếp thu kiến thức mới. Đối tượng thứ hai là những học sinh vẫn có tư tưởng ra nước ngoài, thì các bạn sẽ không có bị choáng ngợp, sẽ không có bị bất ngờ khi sang đất nước, bởi vì đơn giản là các bạn đi học được kiến thức ở đất nước của mình rồi. Và một điều nữa mà chúng tôi tin rằng là mình đã làm tốt hơn các bạn, đó chính là chúng tôi đem lại một nền giáo dục bình đẳng cho các bạn. Chúng tôi đã phản biện rồi, không phải giáo viên nào cũng sẵn sàng lên vùng núi cho các em, và kể cả có lên được thì cũng sẽ phải mất rất nhiều thời gian và mất rất nhiều tiền bạc của ngành giáo dục. Vậy thì thực trạng ở các trẻ em vùng sâu vùng xa, hoàn cảnh khó khăn trong việc học như ví dụ tôi đã đưa ở ban đầu ra, đó là họ không được tiếp cận với những kiến thức đó. Vậy thì khi mà chúng tôi áp dụng kiến thức này và áp dụng cái công nghệ trí tuệ nhân tạo này, thì hiểu đơn giản là trẻ em vùng núi cũng được học kiến thức như trẻ em ở thành phố. Và chúng tôi mang đến hai hệ giá trị quan trọng. Đầu tiên, chúng tôi mang đến giáo dục phát triển, đào tạo con người trở thành một công dân toàn cầu. Đó là lợi ích và sự tiện lợi trong thời đại công nghệ 4.0, kỷ nguyên số hóa mà chỉ có thế giới mà chúng tôi mang lại được. Và cái thứ hai là chúng tôi mang đến một môi trường giáo dục phát triển bình đẳng, không có tân tiến, không có tiêu cực, không có những cái vụ bạo loạn như ở bên thế giới các bạn. Tôi xin hết. Đúng như dự đoán, chúng ta có một phần tranh biện rất hấp dẫn, rất nhiều cảm xúc, và các bạn đã thể hiện được phong độ của mình rất tốt ngày hôm nay. Tôi nghĩ là như vậy. Và hãy xem lúc này thì ban giám khảo của chúng ta cảm xúc trên mặt họ thế nào nhỉ? Nhìn chị Uyên có vẻ khá hài lòng. Không biết là chị có thể đưa ra lời nhận xét đầu tiên trong ba người được không? Ở trong trận này thì chị phải nói là đây là cái trận đấu mà chị thả nhiều like nhất từ trước đến giờ cho cả hai đội. Tại vì cả hai đội đều nói lên được những cái ý tưởng mà rất là quan trọng trong trận đấu ngày hôm nay. Và chị rất là cảm ơn tụi em.
Ở phần trình bày của đội ủng hộ, chị thấy em đã cố gắng làm rõ tất cả những cái mảng mà ở ban đầu đội phản đối đặt ra cho em. Và em cái phần phản biện của em làm rất là tốt, và đồng thời chị rất là thích cái việc mà em đưa ra những cái ý tưởng mà đối với chị thấy đây là cũng là ý tưởng mới mà chị cũng chưa nghĩ ra được. Chẳng hạn như em đưa ý tưởng về việc giáo viên không phải là con robot, cho nên giáo viên sẽ có tính chất đấu tranh, và giáo viên sẽ đấu tranh với học sinh. Giá như em có thể làm rõ thêm cái đó một chút nữa cho chị thôi, thì không phải chỉ có cái ba cái highlight trên bàn này đâu, mà chị nghĩ sẽ còn có nhiều hơn nữa dành cho em. Đối với phần trình bày của Thế Phương hôm nay, chị nghĩ là em rất là mạnh ở cái điểm là em thấy những cái điểm nào mà tốt ấy, em biết xoáy sâu vào trong cái đó để mà em lấy được rất nhiều điểm từ ban giám khảo. Tuy nhiên nó lại có một điểm ấy là em lại không giải thích hết những cái vấn đề mà đội em cần phải làm, hoặc là những cái ý tưởng mới mà do bạn bên đội ủng hộ đưa ra. Thì chị nghĩ đây là ý tưởng rất là mạnh, và em nên dành nhiều thời gian để mà em khai thác những ý tưởng đó, bởi vì thực ra những ý tưởng đó có thể được sử dụng cho bên phe bên em. Thì bởi vì lý do này, chị sẽ dành 10 điểm của mình cho đội ủng hộ. Trường Nguyễn Huệ có bạn Thế Phương này là một cái đúng là một cái át chủ bài, khi mà bạn ấy có một cái kỹ năng rất là tốt, bạn ấy nói rất là hấp dẫn, và thậm chí là kể cả cái ngôn ngữ hình thể của bạn ấy cũng làm cho người ta cảm thấy rất là thu hút. Còn nói về phần Khánh Trang ấy, anh thấy nói chung em đã phát triển được tốt cái luận điểm và một cái sườn bài của người thứ nhất trong đội của mình đã đề ra. Để cho một điểm 10 trong bất cứ một bạn nào cũng rất là dễ ở trong vòng này. Nhưng mà anh sẽ dành điểm 10 của mình. Chị Uyên nói rằng là bạn Thế Phương rất là dễ lấy cảm tình của mọi người. Nhưng không đúng đâu. Thực ra cảm tình của tôi dành cho bạn. So I think a lot has already been said, and I actually agree with a lot of what my fellow judges have already mentioned. So maybe I wanted to introduce a different element of advice, which hopefully will benefit both of you in the future rounds. At this stage in the debate, when you have two teams that are both equally strong, you must realize that, well, there's always this urge to introduce new ideas, especially at second speaker. It's very important to make sure that you don't drop any of the things that were earlier brought up by your first few speakers. For instance, in opposition, you talked about how it's very important to get artificial intelligence as a way of getting more education, for example, to the countryside and things like that. That's very important, but that's also an idea that has been raised on your side before. So if you're going to spend valuable time, emphasizing that again, I need to really understand why it's so valuable, why it's so important. Then it's very important to decide how you want to choose to spend your time. But that said, I always believe that in all debates, we have a few things to consider. So content, style, and strategy. So in terms of style, I think we have two great teams here. No one really loses to anyone in that particular context. In terms of content, I like that both sides had new ideas, and that you guys were also able to defend your earlier positions. So for me, this particular round really came down to the speaker who was best able to identify where the attacks really needed to be made and where the earlier points needed to be defended. So because of that, I gave the 10 points to proposition. Ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy rằng chúng ta có một lượt thực hiện rất là xuất sắc, và chúng ta vừa có một màn 30 điểm dành cho đội ủng hộ. Chúc mừng em, Khánh Trang. Em đã nâng điểm số tổng của đội mình lên 40 và em đã dẫn trước. Chúc mừng một lần nữa. Điểm số của trường Trương Nguyễn Huệ hiện giờ các bạn đang có 20 điểm. Và con số này hiện giờ cũng chưa có gì có thể gọi là tệ cả, vì chúng ta vẫn còn 2 lượt thi đấu nữa và các bạn hoàn toàn có thể thay đổi tình thế của trận đấu này. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Hãy trở về vị trí ngồi của mình. Các bạn đã làm rất tốt. Lượt thi đấu thứ hai vô cùng hấp dẫn. Cả Khánh Trang và Thế Phương đã có những phản biện, lập luận rất mạnh mẽ và sắc bén. Các bạn có thể nói là có những cải cách từ AI đến và nó sẽ tốt. Nhưng mà khi mà chúng ta có giáo viên á, thì do yêu thương học sinh cho nên giáo viên sẽ đấu tranh. Khi mà cải cách nó không tốt thì giáo viên sẽ lên tiếng. Chỉ với một chiếc máy tính, chúng tôi có thể cập nhật những phương pháp tân tiến hiện đại của các nước đang phát triển vào giáo dục của đất nước đó. Đây là cái trận đấu mà chị thả nhiều like nhất từ trước đến giờ cho cả hai đội. Tuy nhiên, Khánh Trang là người thuyết phục ban giám khảo hơn và giành trọn vẹn 30 điểm, giúp đội ủng hộ vươn lên dẫn trước. Trận thi đấu đang diễn ra vô cùng gay cấn. Hãy đến với lượt thứ 3 ngay sau đây.
Chúng ta sẽ quay trở lại với lượt thi đấu thứ 3 của Trường Tiên ngày hôm nay. Và hãy xem điểm số sẽ thay đổi thế nào sau lượt thứ 3 này. Những người sẽ mang lại thay đổi đó là hai cá nhân đến từ hai đội. Đến từ đội ủng hộ, xin mời Vinh Thụy. Và hãy xem đối thủ của bạn ở lượt này. Chàng trai đến từ trường chuyên Nguyễn Huệ, xin mời Viết Tùng. Tôi thấy hai bạn có đôi chút căng thẳng thì phải. Có thể là vì hiện giờ chúng ta đến với lượt thứ 3. Lượt này là một trong những lượt cũng khá áp lực. Chúng ta sẽ cố gắng làm thế nào để chúc cho các bạn có được cái tinh thần tốt nhất. Lượt thi đấu thứ 3, luật chơi của chúng ta không thay đổi. Các bạn vẫn có 4 phút, vẫn có quyền đặt câu hỏi. Và hãy cố gắng làm tốt nhất có thể để ban giám khảo sẽ tin tưởng và trao điểm 10 cho bạn. Lượt thứ 3 của Trường Tin bắt đầu. Vị lãnh tụ kính yêu Hồ Chí Minh đã từng nói: có tài mà không có đức sẽ trở thành kẻ vô dụng. Tôi e rằng đó là cái hậu quả của các bạn khi các bạn áp dụng công nghệ AI thay cho giáo viên. Cả hai đội đến ngày hôm nay, chúng ta đều có chung một mục tiêu là phát triển cá nhân, phát triển con người, giải quyết các vấn đề bất cập trong xã hội. Tuy nhiên, chúng ta lại có hai hướng đi hoàn toàn khác nhau. Và chúng tôi sẽ giải thích tại sao hướng đi của chúng tôi là hướng đi hoàn toàn đúng đắn. Người mẫu của các bạn lên và người các bạn đưa ra ví dụ về 231 cái tát, cũng như việc giáo viên uống nước, bắt học sinh uống nước lao bạn. Các bạn cho rằng đây là một hành động quá tiêu cực. Tôi đồng ý đó là mặt tối của giáo dục. Nhưng các vấn đề ở đây là sao ạ? Chúng ta phải nhìn vào mặt tối đó. Nhưng ít ra đội chúng tôi là đội chấp nhận mặt tối đó. Chúng tôi chấp nhận rằng có những mặt tối, có những giáo viên họ đã làm cái hành động không đúng đắn cho học sinh. Thì cái vấn đề ở đây là gì? Họ có quyền, chúng tôi trao cho cơ hội để họ phát triển, để họ hoàn thiện bản thân, thay vì chúng tôi hoàn toàn gạt họ ra khỏi hệ thống giáo dục và thay thế bằng các công nghệ AI. Tôi không nhận, xin cảm ơn ạ. Vấn đề ở đây là gì ạ? Các bạn đang phủ nhận hoàn toàn những cái công sức của bao nhiêu giáo viên ngoài kia. Tôi không tin rằng không có một máy móc nào trong thế giới các bạn có thể thay thế bàn tay của thầy cô đã cầm tay học sinh viết từng con chữ. Tôi tin rằng không có một giọng nói công nghệ nào trong thế giới của các bạn có thể thay thế cái giọng đọc của thầy cô. Tôi tin rằng không có một cái máy móc nào có thể thay thế hình ảnh của thầy cô đứng trên bục giảng, bởi vì đó là những kỷ niệm thời học sinh mà chỉ có thế giới của chúng tôi đạt được. Tiếp theo, trả lời cho mâu thuẫn thứ nhất trong trận đấu này: đội nào là đội đem lại sự chăm sóc tốt nhất cho học sinh? Chúng tôi xin thưa, giáo viên là người làm tốt hơn hẳn so với trí nhạy nhân tạo. Tại vì sao ạ? Tại vì giáo viên là họ là những con người, họ có cảm xúc. Và vấn đề ở đây là sao? Họ muốn những điều tốt nhất cho học sinh, bởi vì cảm xúc của họ xuất phát từ tình thương. Vì vậy, tại sao mà cái đội chúng tôi, khi chúng tôi cho những người giáo viên là con người thật, thì sự khác biệt ở đây là gì? Họ có tính đấu tranh. Như người thứ hai của chúng tôi đã nói, cái tính đấu tranh này tại sao nó quan trọng và tại sao nó hơn hẳn hoàn toàn những thứ mà công nghệ AI có thể đem lại. Tôi hoàn toàn đồng ý, trong thế giới của các bạn có thể chứng minh rằng cho chúng tôi là ok, những công nghệ này nó có thể tốt hơn về mặt tri thức, có thể đem lại về mặt những kiến thức tốt hơn cho học sinh. Nhưng cái vấn đề ở đây, chúng tôi xin thưa là đội nào đảm bảo được sự tiếp cận tốt hơn về giáo dục cho học sinh, đội đó sẽ là chiến thắng và chúng tôi làm tốt hơn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng tôi đã đưa ra câu chuyện về các ở vùng sâu vùng xa, học sinh họ không muốn đi học, học sinh họ không đủ điều kiện vì đường xá quá xa xôi, vì đường đèo, đường lầy bội. Vì chính vì vậy có những người giáo viên họ đã thức 3 giờ sáng đứng dậy và đến từng nhà của 30 em học sinh để đưa họ đến trường. Họ đấu tranh để đem lại những cơ sở vật chất tốt nhất từ các mạnh thường quân cho các em học sinh. Một ví dụ mà tôi sẽ đưa ra là những người thầy giáo ở trường tiểu học An Lương Yên Bái đã vượt 17 km đường đèo để cộng 2 tấn lương thực để nấu cơm cho các em học sinh đến trường. Và đó là một điều không có công nghệ vô cảm nào, không có công nghệ AI nào có thể đem lại thôi các bạn. Các bạn cho rằng các bạn sẽ giải quyết bộ phận thứ hai tốt hơn trong việc cái việc đem lại bình đẳng về trong mặt giáo dục, nhưng tôi xin thưa các bạn không thể làm được chuyện đó. Các bạn cho rằng một cái nền công nghệ, một cái nền giáo dục mà áp dụng những công nghệ tiên tiến và áp dụng những công nghệ mà học sinh được học những kiến thức trên toàn thế giới, nhưng cái vấn đề ở đây là nếu trong trường hợp họ không tiếp nhận đến nền giáo dục đó thì sao? Không ai thúc đẩy họ, không ai giúp họ tiếp cận đến cái ngành giáo dục đó, thì cái thế giới của bạn là một cái thất bại. Cho dù các bạn có đưa ra hàng ngàn công nghệ AI nhưng thua, nó cũng sẽ không bằng một giáo viên của chúng tôi, bởi vì họ có tính đấu tranh, họ có tính trách nhiệm và họ có tính động lực. Họ đem lại những điều tốt nhất cho giáo trong và họ giúp phát triển cá nhân, phát triển xã hội này. Cuối cùng tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa về lập trường của chúng tôi là giáo viên là họ sẽ là những người đem lại những điều tốt nhất cho học sinh, bởi vì họ có cảm xúc và đó là thứ AI không thể đem lại. Tôi tin rằng không có một thế giới nào mà giáo dục có thể phát triển để thiếu đi những hình ảnh của những người giáo viên ngày đêm mận mũi bên đèn sách, ngày đêm mận mũi cải cách những cái giáo án, cải cách những cái chương trình học để đem lại những điều tốt nhất cho học sinh, bởi vì họ là những người có cảm xúc, những người giáo viên thực sự tận tâm, chứ không phải là những công nghệ AI, công nghệ trí tuệ nhân tạo vô cảm, vô hồn, không cảm xúc. Tôi xin hết.
chúng tôi ở đây đều đồng ý rằng tình cảm con người là một thứ rất tốt. Nhưng các bạn đang đi về hướng quá lý thuyết và các bạn đang đi vẽ ra một hình ảnh giáo viên mà nó hoàn toàn là lý thuyết ở ngoài kia. Hãy cùng nhìn lại, hãy thử là một học sinh trong thế giới ngày nay mà xem. Hãy nhìn ra ngoài kia, hãy nhìn vào những ngôi trường trong những tiết học của học sinh mà xem. Liệu những người giáo viên có được như những bạn nói không? Liệu thực sự họ có là những người mà nói hay là truyền đạt những tình cảm cho học sinh hay không? Hay bây giờ giáo viên ngoài kia là những người chỉ đọc cho học sinh chép để học sinh cố gắng đi thi? Rõ ràng các bạn đang hình tượng hóa nghèo người giáo viên mà quên mất rằng sự thật ngoài kia, những lời kêu ca phàn nàn của học sinh về một chế độ giáo dục nơi mà giáo viên chỉ biết làm theo những giáo án, nơi mà giáo viên không biết cải cách, hay nơi mà giáo viên chỉ biết đọc lại những kiến thức trong sách để cho học sinh học. Nếu là một người học sinh, hoàn toàn bạn có thể hiểu được điều đó. Thế nên về chuyện bạn có nói rằng tình cảm của giáo viên là một điều rất tốt và không thể thay thế bằng AI, và bạn vẽ ra hình tượng học của một giáo viên, rõ ràng đấy là một giả định rất lớn, vì như người thứ hai của chúng tôi đã nói, đây chỉ là một chấm hồng trên nền đen, không phải người giáo viên nào cũng được như thế. Và rõ ràng những lời kêu ca của người khác về những cái cách dạy của giáo viên đang là rất nhiều ngoài kia. Thứ hai, các bạn nói rằng bây giờ nếu chúng ta không có người để kéo học sinh đi học ở trên miền núi thì học sinh sẽ không đi học nữa, nhưng rõ ràng chúng ta không hề thiếu người để đi khuyến khích. Bây giờ nếu chúng ta loại bỏ giáo viên, không để giáo viên dạy trên vùng núi thì vẫn có những người khác làm nhiệm vụ đi khuyến khích cho học sinh, vẫn có thể có những thầy hiệu trưởng, vẫn có thể có những người quản lý ở trong cái trường đó có thể đi khuyến khích cho học sinh. Nhưng một thứ mà các bạn không đảm bảo được, đấy chính là chất lượng học của học sinh sau khi được đi khuyến khích như thế nào. Những chất lượng học của những người thứ hai của chúng tôi đã chứng minh, những giáo viên giỏi ở hết vùng trung tâm, có những giáo viên kém được đôn lên ở trên những vùng xa xôi. Bạn có thể đảm bảo họ đi học được, nhưng bạn có thể đảm bảo được chất lượng những bài học của họ hay không? Tôi tin tưởng rằng là không. Và chúng tôi đang đem lại cho họ một cái, đó chính là chúng tôi đảm bảo được chất lượng cho những học sinh mà ở những miền núi đó, để sau này những học sinh ở miền núi đó thay đổi lại những cái vùng đó và có thể đem lại một vùng tốt hơn. Hãy đến với mâu thuẫn trong trận tranh biện ngày hôm nay. Thứ nhất đó chính là mâu thuẫn về bên nào đảm bảo được rõ ràng một nền giáo dục tốt hơn cho học sinh. 3 điểm. Điểm thứ nhất, rõ ràng là việc truyền cảm hứng. Đồng ý rằng AI của chúng tôi không có cảm xúc, nhưng không có nghĩa nó không thể đem lại cảm xúc cho học sinh. AI không có cảm xúc, nhưng nó có những phương pháp có thể tạo ra học sinh những cái động lực và tình cảm để học sinh đó đi học và học tốt hơn nhiều so với giáo viên của bạn. Vì sao? Vì một học sinh có một AI, và AI đó đưa ra chương trình phù hợp nhất. Nhưng rõ ràng một giáo viên thì có 70 học sinh để suy nghĩ ra những cách làm tốt hơn. Rõ ràng đây là một thứ mà các bạn không đảm bảo được và chúng tôi đảm bảo được. Cái thứ hai, đấy chính là những chất lượng bài học của học sinh. Mỗi giáo viên có một cách hiểu và cách dạy khác nhau. Và hoàn toàn họ có những người này, như những người học giáo viên giỏi cũng có những người giáo viên kém. Nhưng ở bên chúng tôi thì sao? Chúng tôi đảm bảo được rằng họ đều là những người rất giỏi. Họ, những AI này đều là những người được sinh ra bởi những phương pháp tiên tiến. Và đến với mâu thuẫn thứ hai trong trận tranh biện là ai sẽ là người rút ngắn thực sự đi khoảng cách giáo dục, cái thứ mà đang gây ảnh hưởng đến xã hội của chúng ta hiện nay, thì rõ ràng chúng tôi mới là người đang cố gắng để đi và giải quyết những vấn đề đó. Tôi hỏi bạn, bây giờ bạn kéo học sinh được đi học nhưng họ không học được những kiến thức vững vàng, thì liệu bạn có kéo được cái rút ngắn được cái khoảng cách giáo dục hay không? Nhưng bây giờ chúng tôi vẫn còn những người có thể kéo được học sinh học và có thể đảm bảo được những cái chất lượng giáo dục cho những học sinh đó, thì rõ ràng chúng tôi mới là người đang giải quyết được cái vấn đề là rút ngắn cái khoảng cách giáo dục. Chúng tôi đồng ý rằng hình tượng người giáo viên là một hình tượng rất tốt, nhưng không phải người giáo viên nào cũng được như thế, nhưng không phải là ai cũng là người mà có thể nói với bạn bằng những giọng truyền cảm. Thế nên hoàn toàn cái việc chúng ta cần đặt vào bây giờ đấy chính là đảm bảo được chất lượng cho học sinh và cố gắng đem lại cho học sinh một tương lai tốt đẹp nhất. Tôi xin kết thúc. Xin cảm ơn Tùng và Thụy, các bạn đã kết thúc lượt 3 của trận thi đấu ngày hôm nay. Và ban giám khảo chắc chắn là đã làm việc rất vất vả, vì lượt thứ 3, điểm số họ đưa ra sẽ gần như quyết định kết cục của trận đấu này. Và tôi nghĩ là ban giám khảo cũng đã phải suy nghĩ rất 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 nhiều. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những lời chia sẻ của ban giám khảo. Xin mời anh Chu Minh Vũ. Khi mà bạn Vĩnh Thụy nói á, thì anh thấy rằng là đội phổ thông năng khiếu họ còn nắm được một cái mấu chốt lớn nhất của vấn đề để họ dẫn dắt được cuộc chơi này. Đó là khi họ đã tìm ra được cái then chốt của cái luận điểm của mình, đó chính là vấn đề về cảm xúc, về vấn đề là về nhân văn. Đấy là khi mà họ đã so sánh hai cái luận điểm thì họ đã thắng thế rồi.
quay trở ngược lại với cả đội trường chuyên Nguyễn Huệ thì tôi thấy rằng như thế này, người thứ hai và người thứ ba đang mắc một cái lỗi rất lớn mà chúng ta đã nói với nhau rất nhiều từ trong vòng loại, là các bạn đẩy cái sự so sánh của mình lên quá cao. Các bạn so sánh tuyệt đối quá, cho nên là các bạn đang tự đào hố chôn mình. Thứ nhất, các bạn sử dụng những cái sự tiêu cực trong ngành giáo dục. Tôi nghĩ rằng những cái sự tiêu cực đấy mà các bạn nói rằng đó là chấm hồng trên nền đen, là khi các bạn nói về những điểm tốt của đội phổ thông năng khiếu. Nhưng mà ngược lại, đối với tôi nghĩ rằng ấy, cái sự tiêu cực của các bạn ấy, nó chỉ là chấm đen trên nền hồng. Chính chúng ta đang hưởng một cái nền giáo dục, chúng ta cũng mang ơn rất nhiều những thầy cô. Như vậy tôi muốn trường chuyên Nguyễn Huệ cố gắng hơn rất nhiều, và các bạn có thể có một cái sự thay đổi cục diện trận đấu nào đó, một cái lối suy nghĩ nào đó tích cực hơn, mạnh mẽ hơn. Và rất có thể các bạn sẽ lật lại được thế cờ. Cho nên tôi sẽ dành 10 điểm động viên để các bạn cố gắng, 10 điểm của tôi cho trường Nguyễn Huệ. I think what was nice about this round was that both sides did a very good job of acknowledging where the flaws in your case were. And then what I particularly like also in this particular round is that some of the other issues left to address relate to A, the other aspects of education like morality and emotion, and B, the issue of outreach, right? How do we get education out there? How do we standardize the quality? And what I liked that you did was that you kind of flipped the argument around, right? It's not just about getting the education out there, but it's also about these hidden roles that especially teachers outside of the city centers play with regards to these students. And I think that's a very important aspect of education as well, right? Like if students don't want to listen to you, no matter how good your curriculum is, it's not going to really impact the student. And so that's something that I really appreciated both sides doing, like coming up with solutions to those issues. But at the same time, I just want to remind both debaters and actually both teams that if you have these good ideas, they should come out as early on in the debate as possible. For me, this debate ultimately came down to a mix of, am I able to credit late material, as well as if some of these newer points are being brought up now, were there elements of them being brought up earlier that I could then attribute those points to? So it's not really an entirely new idea, but it's something that you're building up on throughout your team's case. So because of that, I actually gave the debate to proposition. Cái trọng tâm của cái trận tranh biện từ nãy đến giờ mà tụi em dành rất là nhiều cái sức lực để mà em kéo về đội mình ấy, là việc mà AI nó có thể thay thế được cho người giáo viên hay không. Mình sẽ trên hai mặt nhé. Mặt thứ nhất là về bản thân cái AI đó nó có thể dạy được về đạo đức hay không. Thì chị thấy ở trong cái vấn đề này ấy, thì bên đội ủng hộ, đây là ý rất mạnh của đội ủng hộ. Nhưng mà đội ủng hộ có thực sự đẩy cái ý này ra được xa hay không, có thể thể hiện ra cho chị cái impact, cái ảnh hưởng của cái ý này hay không, thì chị thấy tụi em vẫn chưa làm được một cách toàn diện. Về bên đội phản đối, đồng thời đây là ý của đội ủng hộ và đội tụi em vẫn chưa có nhiều cái sự kết nối, em nhiều cái sự phản ứng lại đối với cái ý này. Cho nên ở trong cái ý này coi như là cả hai đội đều chưa hoàn thiện tốt được. Thứ hai là mình sẽ nói đến việc là người giáo viên mang học sinh đến trường. Thì bây giờ câu chuyện bên đặt ra là bây giờ nếu như không có giáo viên mang học sinh đến trường thì dạy giỏi để làm gì? Đội bên này bảo là chúng tôi vẫn có thể mang học sinh được đến trường. Chị rất là đồng ý với ý tưởng của đội bên phản đối. Tại vì ở trong cái vấn đề này em đã chỉ ra được, và đây không phải là lần đầu tiên em chỉ ra, mà người thứ hai bên đội của em cũng đã chỉ ra là vẫn có những người khác có thể mang đến trường. Tuy nhiên ấy, như anh Walter nói lúc nãy, em đưa ý này ra quá trễ. Và cái điểm hay của em trong trận đấu này là em nâng được cái tầng của trận đấu lên, là em chứng minh luôn là cái trong trận đấu này cái việc mà bàn về việc đưa học sinh đến trường hay không không quan trọng, bởi cả hai đều làm được rồi. Đây là một trong những cái kỹ năng rất là cơ bản trong tranh biện, và chị rất là vui khi mà sau một vòng đấu trước đến bây giờ em có thể làm được, em có thể chỉ được cái chuyện đó. Đó là về nội dung mình nói xong rồi nhá. Thì còn về cái vấn đề cách em trình bày cái bài nói của mình, thì chị nghĩ là ở bên đội bên này á, tụi em làm em có cái sự tiến bộ rất là nhiều. Tuy nhiên cái bài nói của em ấy nó vẫn còn hơi bị lận khựng ở một số cái điểm, nó vẫn chưa có được đều cái bài nói, cho nên là chị sẽ dành 10 điểm của mình cho bên đội phản đối. Vậy là hiện giờ điểm số của chúng ta, khoảng cách đã thu hẹp lại. Đội ủng hộ trường phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, các bạn đang có 50 điểm, và hiện giờ đội trường chuyên Nguyễn Huệ, các bạn đang có 40 điểm.
Chúng ta sẽ cần có đến lượt phản hồi để quyết định được thắng thua. Cả hai đội đều vẫn còn cơ hội. Lợi thế tất nhiên nghiêng về phía đội ủng hộ ngày hôm nay. Và đội phản đối, nếu như các bạn có thể hoàn toàn chinh phục được giám khảo ở lượt cuối cùng là lượt phản hồi, các bạn vẫn có thể chiến thắng. Và với cá nhân hai bạn thì hai bạn đã làm rất tốt. Một lần nữa chúc mừng các bạn. Hãy quay trở về vị trí ngồi của mình ạ. Ở lượt thi đấu thứ 3, chứng kiến phần phản biện vô cùng mạnh mẽ đến từ Vĩnh Thụy và Việt Tùng. Tôi tin rằng không có một giọng nói công nghệ nào trong thế giới của các bạn có thể thay thế cái giọng đọc của thầy cô. Tôi tin rằng không có một cỗ máy móc nào có thể thay thế hình ảnh của thầy cô đứng trên bục giảng. Bởi vì đó là những kỷ niệm thời học sinh mà chỉ có thế giới của chúng tôi đạt được. AI không có cảm xúc nhưng nó có những phương pháp có thể tạo ra học sinh những cái động lực và tình cảm để học sinh đó đi học và học tốt hơn nhiều so với giáo viên của bác. Trong lượt 3, Vĩnh Thụy nhận được nhiều like từ ban giám khảo, nhưng Việt Tùng là người có lợi thế hơn về điểm số. Cùng đón xem lượt phản hồi ngay sau đây. Đây là lượt phản hồi trong trận tứ kết đầu tiên của trường tin 2019. Một trận đấu đang diễn ra với tỷ số sát nút. Và chúng tôi sẽ chờ đợi kết quả của lượt phản hồi này để xem đội đầu tiên đến với bán kết của trường tin năm nay sẽ là đội nào. Liệu đó sẽ là trường chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội hay là trường phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta sẽ chờ đợi sau phần thể hiện của hai thí sinh sau. Đại diện cho đội ủng hộ, xin mời Tố Uyên. Và đại diện cho đội phản đối đến với lượt phản hồi, xin mời Thế Phương. Cả hai bạn đều sẽ không được chủ quan, đều phải cố gắng hết sức như các bạn đã làm ở lượt trước của mình. Ở lượt này, kết quả của các bạn sẽ phân định thắng thua của hai đội. Và tôi một lần nữa chúc các bạn may mắn. Đội ủng hộ sẽ trả lời sau. Đội phản đối sẽ trả lời trước. Bạn có 2 phút. Lượt này tất nhiên không có đặt câu hỏi và thời gian khá ngắn. Hãy tận dụng chúng. Hai bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Vâng, tôi đã nhận được những cái gật đầu. Lượt phản hồi của trận tứ kết trường tin 2019 bắt đầu. Thay mặt đội phản đối, tôi xin lỗi các bạn. Thế nhưng chúng tôi hoàn toàn không hề không coi trọng giá trị của người giáo viên. Chúng tôi công nhận nghề giáo là một nghề cao quý. Nghề giáo là một nghề truyền lại rất rất nhiều cảm hứng cho học sinh. Đó là điều nhất. Thế nhưng quay trở lại trận đấu tranh biện ngày hôm nay, mục đích cuối cùng của giáo dục là gì? Đó là tất cả mọi người đều được đi học, đó là được trao cơ hội như nhau. Nhưng câu hỏi đặt ra là giáo dục như thế nào thì mới thực sự tốt? Chúng tôi đồng ý rằng bên các bạn có một mô hình trường học mà giáo viên là người truyền cảm hứng cho các em, giáo viên quan tâm chia sẻ. Thế nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng mô hình này liệu có đang lạc hậu hay không khi mà Việt Nam của chúng ta chưa có một trường đại học nào thực sự lọt vào thế giới, lọt vào top đại học thế giới, và chúng ta cũng chưa có một cái mô hình thực sự đổi mới. Và đó là khi mà những có một số, tôi chỉ nói là một số giáo viên có chất lượng không tốt, có thể bạo hành học sinh, ảnh hưởng đến học sinh rất nhiều. Và rõ ràng với một thế hệ giáo dục mà khi học sinh đó bị ảnh hưởng như thế thì họ sẽ không còn dám đến trường. Và đặc biệt là những học sinh nghèo không được tiếp cận với những kiến thức mang tiêu chuẩn thành phố như của các bạn thì luôn thất bại trong việc học vấn. Vậy tôi hỏi bạn ở đây là công bằng ở đâu khi mà chỉ có những học sinh được tiếp cận với tri thức một cách thiếu hụt như vậy? Còn thế giới của chúng tôi, đúng, chúng tôi có thể thiếu giáo viên thật, nhưng chúng tôi mang lại được giá trị cuối cùng cho giáo dục là gì? Thứ nhất, chúng tôi phổ cập giáo dục đến với tất cả mọi người, rút ngắn rào cản kiến thức của các quốc gia với nhau và được tất cả được học tập như nhau. Thứ hai, chúng tôi đem lại sự minh bạch, một nền giáo dục không nói không với áp lực, nói không với gian lận, và đặc biệt là chúng tôi không có những ảnh hưởng tiêu cực xấu. Và cuối cùng là ba giá trị quan trọng nhất mà chúng tôi đã mang đến trong trận tranh biện ngày hôm nay. Giá trị đầu tiên là chúng tôi đã mang được giáo dục đến với tất cả mọi nơi, tiếp cận với kiến thức một cách như nhau. Thứ hai là nền giáo dục của chúng tôi không áp lực, không có những tệ nạn xã hội. Và thứ ba là một nền giáo dục luôn cập nhật, đổi mới, hòa nhập với thế giới. Và giáo dục của chúng tôi không bao giờ bị chậm tiến, bị lạc hậu, thay vào đó sẽ luôn tiến lên và phát triển. Tôi xin nhắc bài nói của mình. Học nữa, học mãi. Tôi tin rằng việc học kiến thức có thể kéo dài cả đời, nhưng đạo đức là thứ và một là thứ
phải được dạy dỗ ngay từ đầu là một thứ một khi đã mất đi thì sẽ chẳng bao giờ lấy lại được. Chúng tôi đã thắng trong trận tranh biện ngày hôm nay vì sao? Chúng tôi mới là đội đã đi đến tận cùng của vấn đề. Chúng tôi phân tích thấu đáo tâm lý của học sinh, chúng tôi đáp ứng được nhu cầu của học sinh bên ngoài tri thức, đảm bảo được mục tiêu của giáo dục bên ngoài thông tin, và chúng tôi mới là đội đã đảm bảo được sự phát triển một cách toàn diện của yếu tố con người trong xã hội. Những điều mà các bạn hoàn toàn không buồn để tâm đến trong khi như chúng tôi đã chứng minh, đây chính là những yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo được sự phát triển lành mạnh của cả một thế hệ tương lai. Chúng tôi xin chứng minh rằng trong trận tranh biện này chúng tôi đã giải quyết tốt hơn hai mâu thuẫn. Đầu tiên, ai là người chăm sóc và hướng dẫn cho học sinh một cách tốt hơn? Các bạn không hề nắm được tâm lý của học sinh, các bạn không nắm được nhu cầu của họ. Các bạn phủ nhận hoàn toàn những đóng góp mà giáo viên đã đem đến cho nền giáo dục của hiện nay. Thế giới các bạn đang xây nên là một thế giới vô cảm. Nền giáo dục mà các bạn đang tạo ra là một nền giáo dục của những dây chuyền sản xuất tự động tạo ra những con người cũng máy móc không kém. Cái nhìn của các bạn lên nền giáo dục là một cái nhìn hạn hẹp, nông cạn. Các bạn nhắc đi nhắc lại về kiến thức mà không hề để tâm đến những giá trị của giáo dục nằm ngoài thông tin và dữ liệu. Một con trí tuệ nhân tạo vô cảm, không có quá khứ, không có kinh nghiệm. Như các bạn đã thừa nhận, có thể dạy con người về những khái niệm như tự do, đạo đức hay tình yêu hay sự hy sinh hay không? Kiến thức thật nhiều để mà làm gì khi những con người bạn tạo ra máy móc và vô cảm y như những con robot của các bạn vậy? Yếu tố thứ hai, ai giải quyết được nhiều vấn đề hơn trong nền giáo dục hiện nay? Các bạn đưa ra hàng nghìn điểm lợi, hàng nghìn giải pháp, nhưng các bạn có hiểu được gốc rễ của vấn đề hay không? Gốc rễ của vấn đề ở đây, học sinh không muốn đi học, học sinh không chịu đi học. Các bạn liên tục vẽ nên những hình ảnh một người giáo viên hoàn toàn tiêu cực mà không thấy được những giá trị mà giáo viên đã đem lại, đã, đang và sẽ đem lại để giải quyết những vấn đề đó. Ít ra chúng tôi đã đảm bảo được sự giáo dục cho từng con người trong khi các bạn tập trung vào việc nâng cao chất lượng, nhưng rồi cái ngôi trường hoàn hảo của các bạn, ai sẽ đi học đây? Cho dù 1.000 con robot của các bạn cũng không hề đi được đến gốc rễ và bản chất của vấn đề, và đó là lý do vì sao luận điểm của các bạn chỉ là một hạt cát nhỏ nho trong khi luận điểm của chúng tôi mới là bao quát được cả một sa mạc bao la rộng lớn của ngành giáo dục. Tôi xin hết phần nói của mình. Chúng ta đã kết thúc lượt phản hồi ngày hôm nay. Vậy là lượt thi cuối cùng của trận tứ kết cũng đã được hoàn thành bởi hai thí sinh Thế Phương và Tố Uyên. Các bạn đều đã rất xuất sắc. Chúng ta sẽ không có phần nhận xét nào của ban giám khảo cả. Kết quả chung cuộc sẽ được đưa ra ở phần cuối của chương trình. Một lần nữa, cảm ơn các bạn. Là giây phút mà chúng ta vô cùng chờ đợi trận tứ kết đầu tiên của trường tin 2019. Lựa chọn một đội sẽ bước đến với vòng bán kết. Cả hai đội ngày hôm nay đã gặp một kiến nghị khá khó đối với các bạn. Và chính vì thế cho nên có vẻ việc rượt đuổi tỷ số cũng như những cảm xúc của ban giám khảo dành cho chương trình hôm nay cũng có đôi chút khác biệt. Tuy nhiên, chúng ta vẫn sẽ phải lựa chọn ra một đội thắng sau lượt phản hồi vừa rồi. Và bây giờ tôi xin công bố đội chiến thắng. Đội đầu tiên của trường tin 2019 sẽ đến với vòng bán kết. Xin chúc mừng Phổ thông Năng khiếu Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn đã giành chiến thắng với điểm số chung cuộc ngày hôm nay là 65. Cả 3 điểm 5 của lượt phản hồi đều dành cho các bạn. Và các bạn đã chiến thắng một cách rất thuyết phục. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ phải chia tay với cả đội trường chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội. Các bạn đã làm rất tốt, các bạn cũng đã đi được rất xa trong cuộc thi hôm nay. Các bạn đã đến với tận tứ kết. Chính vì thế tôi nghĩ các bạn hoàn toàn có thể tự hào. Và các bạn đã để lại dấu ấn không nhỏ ở trong trường tin 2019. Còn bây giờ sẽ là lời cảm ơn mà chúng tôi dành cho quý vị khán giả truyền hình vì đã ủng hộ cho trường chuyên Nguyễn Huệ và trường Phổ thông Năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bạn. Chúng tôi sẽ tạm biệt các bạn ở đây. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi với những kiến nghị khác, với những trận đấu khác thật sôi nổi và hấp dẫn của vòng tứ kết. Xin chào và hẹn gặp lại. Tập tiếp theo, sự đối đầu giữa trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Đinh Thiện Lý Thành phố Hồ Chí Minh và trường Trung học Phổ thông chuyên Hùng Vương Phú Thọ với một kiến nghị vô cùng hấp dẫn.
chúng tôi đến đây nhằm mục đích ủng hộ cho kiến nghị. Chúng tôi sẽ cho phép giáo viên từ chối dạy học sinh nếu như họ không muốn. Chúng tôi đến đây ngày hôm nay để đảm bảo một nền giáo dục hoàn thành tròn nhiệm vụ và trách nhiệm của nó. Hơn hết là nền giáo dục đó không bỏ sót một ai. Đón xem tập tiếp theo Trường Tin 2019 phát sóng duy nhất trên VTV7.